Chào các bạn, hôm nay tôi Hoàn thiện kim tự tháp sinh cơ cải vận cho người đang vận kiếp tài. Đấy, đang bị vận kiếp tài và rất nhiều cái xấu, vì trong là xấu là vợ chồng cũng bất hòa mà con cũng khó nuôi. Và đặc biệt là đang vận kiếp tài là mất mát tiền tài. Đấy, đây là phiên bản kim tự tháp sinh cơ cải vận tiêu chuẩn. Như thường lệ là tôi đo ngược. Đây tôi đo ngược cho các bạn xem. Thường là nếu mà đo ngược mà mạnh thì đo thuận cũng sẽ rất là mạnh. Đây là tên để khỏi nhầm. Trường hợp này là cân mộc. Bây giờ thì những người mà khi mọi người làm kim tự tháp sinh cơ thì trước đây là những cái viên trên cùng là tôi không có viên đẹp. Bây giờ là tôi đầu tư cái vòng rất nhiều vòng tay về, nên là để lấy cái trên này là trong trường hợp mà không có viên đẹp thì tôi sẽ cho một cái viên tròn tròn lên trên. Hôm qua tôi giả kim tự tháp sinh cơ cho một đại gia đình 3 người thì anh còn về anh kiểm tra kỹ từng cái ảnh bên trong xem chốt lại với tôi là thầy ơi, ảnh trúng rồi, làm sao tôi làm nhầm cho ai được mà này rất là đẹp. Đây là ngày Trương Thiên Sư cải vận mà hôm trước tôi có mang thỉnh cái tượng về và khai quang để cho các bạn xem. Thì bây giờ là kim tự tháp của các bạn, tôi sẽ trực tiếp dùng ngày Trương Thiên Sư này tôi khấn khai quang hỗ trợ cho chính xác và mạnh hơn. Trước đây thì tôi dùng ngày Thái Thượng Lão Quân, tuy nhiên là bây giờ tôi dùng đúng ngày Trương Thiên Sư, áp dụng với đúng cái kim tự tháp này. Tăng sức khỏe là mặc định giúp mọi người. Thật ra anh này hơn tôi chục tuổi thôi. Tấm năng lượng này. Đấy, linh phù duyên. Mặc định là nếu không thay đổi thì tôi sẽ dùng cái tròn tròn này. Tuy nhiên cái tròn này cũng hết rồi. Còn một bạn nữa là hết thì tôi sẽ chuyển sang cái dài đắt hơn. Cứ hết cái này thì mới chuyển sang cái khác. Thì trường hợp này là cần mộc, tôi cho cái viên mã não xanh ở trên rất to rồi mới đến tùng thạch. Đấy, và lần lượt xuống dưới. Năng lượng rất là cao rồi.